Xin đoàn toàn thể đạo tràng chắp tay ngang ngực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 15 phút. 15 phút ngồi thư giãn buông xả. Khi mà chúng ta hoàn toàn thư giãn buông xả thì lúc đó đó là cái tâm nó trở về với thực tại. Thì cái thực tại đó là thực tại gì đấy thì lúc đó nó là cái thực tại đó, tức là thực tại ở đây mình có khi là ngồi buông xuống thì nó hoàn toàn, có khi ngồi buông xuống là để thấy hơi thở, có khi ngồi buông xuống thì thấy toàn thân, có khi ngồi buông xuống thì là thấy cái tâm, cái tâm nó lao sao chẳng hạn như vậy, tức là thấy thân hay là thấy những cái cảm thọ hay là thấy cái tâm như thế nào đó thì mình cứ thấy như vậy. Thầy nhắc lại là cứ vẫn là ở trong cái thái độ thư giãn buông xả, trong lành trong sáng, để thấy, còn thấy đối tượng gì tùy cái đối tượng nó đến. Bởi vì mình đã thư giãn buông xả, mình đã để cho cái tâm nó nghỉ ngơi vô sự rồi thì là cái đối tượng gì đến thì cứ đến, và mình chỉ thấy thôi, thuần túy thấy thôi, thì lúc đó mình mới là thấy được cái thân, hoặc là thấy cảm thọ, hoặc là thấy tâm, hoặc là thấy pháp đến đi như thế nào, đúng như nó đang là. Và khi mà mình thấy như nó đang là mà mình vẫn không khởi lên một cái khái niệm gì, hay là mình không khởi lên một phản ứng gì, thì như vậy là quá tốt. Còn cái đối tượng như thế nào là không quan trọng. Đối tượng có thể là cái ngồi rất là thoải mái, có khi đối tượng có thể là ngồi thì nó là đau chân, hay là đối tượng ngồi là như thế nào đó thì nó cứ như thế nào thì mình cứ thấy nó như vậy, chứ không có là khởi cái tâm là muốn giải quyết nó như thế này hay là muốn hướng dẫn cái nó theo hướng kia gì cả, mình cứ để hoàn toàn tự nhiên, để thấy đúng nó như nó đang là. Thực ra khi mà cái tâm như vậy đó thì mình đang thấy được cái thực tánh. Cái thực tánh đó có nghĩa là sakkhāvā. Sakkhāvā, khāvā đây là cái sakkhāvā đây là being, là sắc, tức là sakkhāvā có thể dịch là như nó đang là cũng được. Tức là thì cái đó gọi là thực tánh. Cho nên khi mà cái tâm của mình rộng lặng, không có một cái không can dự vào một bất kỳ một cái ý đồ gì đó, thì lúc đó mình trả pháp lại cho nó là trở về với thực tánh của nó, trả thân về cho thực tánh của nó, trả thọ về cho thực tánh của nó, trả tâm về cho thực tánh của nó,
cả tất cả những cái sự tương giao mà mình ngồi mình nghe xe chạy hay là mình nghe bất kỳ cái gì đó, cho là như nó đang là thôi mà mình không hề can thiệp gì cả. Bây giờ mình cứ ngồi như vậy. Hôm nay như vậy là chúng ta có ngồi tăng thêm được 5 phút. Khi mà cái tâm nó trở về với ở cái mức là số 0, tức là khi mà mình thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi đó, thì cái tâm nó trở về con số 0. Khi mà cái tâm mà nó trở về con số 0 á, thì lúc đó mình sẽ thấy là hoặc là với cái tâm đó mình thấy những cái biến động của cái thân, ví dụ như biến động của hơi thở hay là biến động cái nhúc nhích ngo ngoe gì đó của cái thân. Hoặc là những cái cảm thọ, những cái cảm giác, hoặc là cái tâm khởi lên. Nhưng cái tâm khởi lên này á, nó có hai cái loại tâm khởi lên. Một cái loại tâm khởi lên á, đó là những cái xung động từ vô thức, nó là những cái chủng tử, những cái tập khí mà mình đã đưa vào trong tâm, bây giờ nó tự động nó trồi lên. Thì cái tâm khởi này á, nó mặc dù nó khởi nhưng mà thực ra là nó khởi một cách vô thức. Nó là cái tâm vô nhân dị thục. Cái tâm này nó là một những cái trạng thái chứ không phải là thái độ. Nhưng rồi á, khi mà cái tâm đó khởi lên á, thì mình mới là khởi lên một cái tâm chống đối lại cái tâm đó, muốn là dẹp nó đi, hay là muốn nói như thế nào đó. Thì lúc đó mới là một cái tâm khởi, mà cái tâm khởi này là cái thái độ. Cho nên á, khi mình quan sát thì mình sẽ thấy là cái trạng thái tâm đang khởi là khác, mà cái thái độ tâm khởi lên là khác. Mình phân biệt ra được hai cái điều đó, tức là nếu mình quan sát kỹ thì mình sẽ thấy ra được hai điều đó. Thế thì á, mình chỉ thấy thôi chứ cũng không nói là cái này là tâm gì, nhưng mà mình thấy thì mình biết, thấy thì mình biết rất rõ là cái tâm này nó là cái tâm quả, hoặc là cái nó chỉ là những cái tập khí sinh khởi một cách vô thức, hoặc là một cái tâm có chú ý khởi lên để mà xử lý cái trạng thái thân, hay xử lý cái trạng thái thọ, hay là xử lý cái trạng thái tâm. Thì lúc đó là một cái tâm mà có tạo tác, có chú ý, có tạo tác. Thế nhưng mà bây giờ mình chỉ thấy là nó là tâm thôi. Nếu mình lúc đầu mình cũng chưa phân biệt được là cái nào là tâm gì, thì bây giờ mình chỉ thấy là cái tâm thôi, cái tâm sinh diệt thôi. Thì á, tại sao mà mình trở về với cái tâm mà nó rộng lặng, trong sáng, hoặc là nó là số 0 để làm gì? Để mình thấy là nó sinh khởi như thế nào. Nếu một cái tâm hoàn toàn bình lặng và chỉ trong sáng chỉ thấy thôi, thì lúc đó mình thấy là tâm cũng bình lặng, không có sinh khởi gì hết. Thì lúc đó đó cái tâm đó đó, nó có thể là thấy cái thân nó đang như thế nào đó, hoặc là nó đang thấy cái hơi thở, cái động tác thở, nói đúng chính xác là không phải là hơi thở mà là động tác thở. Tức là lúc đó đó cái việc thở đó, cái sự kiện thở đó nó diễn ra như thế nào, thì mình thấy như vậy. Thường thường mình hay dùng cái từ là hơi thở, nhưng mà không đúng. Cái thở mình nói theo thói quen chứ thực ra là không phải đúng, mà là thở vô thở ra thì đúng hơn. Tức là cái động tác thở, chứ không phải là hơi thở. Mình có thể cảm nhận được động tác thở, chứ không cảm nhận là cái hơi thở. Bởi vì thực ra hơi thở nó cũng là một panjati, tức là hơi thở chỉ là một khái niệm. Nhưng mà mình cảm nhận được
cái trạng thái, hay là cảm nhận được cái nhiệt độ, hoặc là cảm nhận được cái sự diễn biến của cái việc thở. Cho nên đó là được gọi là thấy thở vô thở ra, chứ không phải là thấy hơi thở. Hơi thở làm sao mình thấy được? Thì đó là về thân hoặc về thọ. Thọ thì bình thường thì nó cảm giác là xả, nhưng mà khi có một cái đau nó khởi lên thì mình thấy là có một cái cảm giác đau, hay là mình có khi là một cái cảm giác là thoải mái thì mình thấy cái cảm giác thoải mái. Cứ cái gì mà nó mình thấy cái gì là thấy, mình chỉ thấy thôi, chứ còn thấy cái gì thì thấy. Còn cái tâm á, nếu cái tâm mà nó bình yên hoàn toàn thì mình thấy nó bình yên hoàn toàn. Còn nếu cái tâm mà nó khởi thì nó khởi dưới dạng vô thức, cái hữu thức gì đó, thì mình sẽ biết, mình tự biết thôi, mà cho mình cũng không nói rằng là tâm này là thế này, tâm kia là thế kia gì cả, nhưng mà mình thấy cái trạng thái nó sinh diệt như thế nào. Thì á, mình để ý thế này, từ nơi cái tâm không nó sinh lên một cái trạng thái tâm. Và nếu mình chỉ nhìn thôi thì mình thấy là cái trạng thái tâm nó lại trở về không trở lại. Thì khi nó từ nơi không nó sinh lên thì mình gọi là sinh, mà khi nó trở về không lại thì mình gọi là diệt. Thì cái tâm mình chỉ thấy cái diễn biến sinh diệt thôi, cho mình không cần biết nó là tâm gì. Nếu mà cái tâm đó nó ở cái trạng thái nào thì mình chỉ thấy được cái trạng thái đó và thấy được sự sinh diệt của nó, chứ mình không cần phải nói là đây cái tâm này là tâm sân, cái tâm này là tâm tham. Mặc dù trong kinh thì nói là tâm sân thì biết tâm sân, tâm tham thì biết tâm tham, nhưng mà không phải, mình không có nói đây là tâm sân, đây là tâm tham, mà mình chỉ thấy cái trạng thái tâm nó như vậy, và nó sinh như vậy, nó diệt như vậy vậy thôi. Thì càng thấy, ban đầu thì mình thấy thân, nhưng mà vi tế hơn mình thấy thọ, vi tế hơn mình lại thấy thân, thấy tâm, rồi vi tế hơn nữa là mình lại thấy được cả cái sự tương giao giữa mình đang ngồi đây với tất cả mọi thứ xung quanh, mình thấy ra hết. Thì cái thấy càng ngày là càng rõ ràng và vi tế hơn. Trước kia là mình hay thấy, mà cái kiểu thấy của mình là cái kiểu thấy bơ đũa cả nắm. Tức là mình cứ thấy chung chung, vơ đùa cả nắm rồi thôi, chứ mình không thấy rõ. Không thấy rõ, nhất là không thấy rõ cái sự sinh diệt. Và mình cứ thấy như vậy thôi á, thì sau đó mình sẽ thấy là chỉ có cái thân hay chỉ có cái động tác thở đang hoạt động, và chỉ có cái thấy cái hoạt động đó, cho nên không có cái ta trong đó. Mà cái này mình phải thấy, chứ không phải mình ngồi mình lý luận rồi mình nói như vậy là không được. Mà mình phải thấy, mình thấy là lúc đó chỉ có hơi thở sinh diệt, chứ không có cái ta trong đó. Hay là mình thấy là cái động tác đi đang diễn ra, chứ không có cái ta trong đó. Mà lúc đó nó chỉ có là cái tánh biết, biết đi, biết cái động tác đi, cái tánh biết đang biết cái động tác thở. Khi nào mà nó bắt đầu nó lắng lại đến cái mức mà nó chỉ thuần túy thấy như vậy thôi á, thì trong thiền tuệ đó gọi là tuệ thấy danh sắc. Không phải là tuệ thấy danh sắc là mình tìm để mình thấy cái danh sao sắc sao, mà bây giờ nó chỉ còn danh sắc hoạt động thôi, chứ không có cái ta, không có cái ý đồ cái ta trong đó. Mình lúc mới thấy đó thì mình là dùng cái ta để thấy, mình dùng cái ta để mà giải quyết. Bây giờ mình cứ nhìn một cách thường tuyến như vậy thì dần dần á, cái ta thấy cũng không còn, cái ta giải quyết không còn, mà chỉ còn thấy là có một cái biết cái sự kiện đang xảy ra vậy thôi. Còn cái sự kiện thì nó như thế nào thì mặc kệ nó, chứ đừng có, mình hay có một cái lầm là hệ cứ ngồi thiền là muốn là yên, không phải yên mà là thấy. Cái thấy đó đó mà nó, cái thấy đó càng ngày càng yên, càng bất động, càng trong sáng, càng không có khái niệm gì cả thì càng tốt. Tức là hễ mà mình, khi mà không còn khái niệm gì cả, lúc đó hoàn toàn rộng lặng trong sáng,
thì lúc đó là thực tánh của tất cả các pháp đều tự xuất hiện, chứ không phải là thực tánh của cái này cái kia. Bởi vì cái tâm thấy thực tánh thì nó sẽ thấy hết tất cả thực tánh, chẳng phải nó thấy một cái. Nhưng mà mình là tưởng tượng thực tánh là cái thế này, thực tánh là thế kia, cho nên mình tìm hoài không ra. Cho trên thực tế đó là khi cái tâm mình hoàn toàn rỗng lặng đó thì thực tánh tự xuất hiện, chẳng phải mình đi tìm. Thực ra nó vẫn ở đó, tại cái tâm mình nó cứ lăng xăng cho nên nó không thấy thôi. Bây giờ cái thấy đó nó càng rỗng lặng trong sáng chừng nào á thì cái thực tánh nó xuất hiện rõ ràng minh bạch chừng đó, vậy thôi. Thế thì á, cái quan trọng là thấy thân, thấy thọ hay là thấy tâm, thấy pháp gì á, cũng đều thấy sự sinh diệt hết. Cái chính là thấy được lúc cái đầu á là thấy chỉ có danh sắc đang hoạt động thôi. Tức là chỉ có cái tâm và cái thân nó đang hoạt động thôi. Và sau đó nó vi tế hơn chút nữa là mình thấy rõ từ nó cái chỗ mà cái tâm thân tâm mà nó vắng lặng đó đó thì cái gì nó biến động như thế nào, nó sinh diệt như thế nào thì mình đều thấy hết. Tức là đã qua được một cái tuệ thứ hai là cái tuệ mà thấy sinh diệt á. Đại khái là nói cho thấy như vậy thôi. Chứ còn á, mình đừng có tìm hiểu những cái đó quá nhiều. Mình cứ tới đâu mình thấy đâu rồi mình thấy đó, cho mình đừng có tìm hiểu trước rồi mình nói là tuệ này tuệ kia rồi mình đoán rồi mình cứ cho nó làm tới đắc tuệ này tuệ kia rồi thì nó lại không được. Đây là thầy nói như vậy để cho mình dễ thấy rằng là nếu như mình thực sự cứ thấy thôi thì nó sẽ tiến triển một cách tự nhiên. Cho mình đừng có tìm, đừng có nói là mình đã đắc tuệ này chưa, đắc tuệ kia chưa, đừng có, mình cứ thấy thôi. Cái thấy đấy đến một cái lúc có tự nhiên mình nói, tự nhiên mình thấy ra, à thì ra là danh sắc là vậy, tức là tự nhiên mình thấy ra. Thì ở trong người mình á, mình còn phát hiện một chuyện này nữa. Hồi nãy là thầy nói là phát hiện cái thân, cái thọ, cái tâm, cái pháp nó sinh diệt như thế nào, mình cứ để tự nhiên như vậy để mình thấy thôi. Chứ mình đừng có bắt nó là phải đứng yên, mà yên rồi làm sao thấy? Yên nó rồi á, cái tâm yên thì được, cái thấy yên thì được, nhưng mà trạng thái mà biểu nó yên làm sao được? Tất cả trạng thái đều là vô thường, mà làm sao mà yên được? Cho nên á, lúc đó là chỉ có cái thấy yên thôi. Trạng thái như thế nào cũng cần biết, mà chỉ cần là có cái tâm yên để thấy. Nhưng mà cái tâm yên để thấy không phải là mình giữ lại cái tâm yên, mà chính khi mình thư giãn, buông xả hoàn toàn để cho cái tâm nó rộng lặng trong sáng. Khi buông xả thì từ cái tâm nó rộng lặng trong sáng. Và thực ra đó, khi mình buông ra một cái thì thực tánh pháp tự xuất hiện, nó tự xuất hiện hết. Có một cái điều thứ hai mình cần lưu ý nữa, đó là mình phát hiện ra một điều nữa, phát hiện cái gì là nhu cầu và cái gì là vọng tưởng, hay là mình mơ mộng hoặc là mình tham muốn. Giữa hai cái đó nó khác nhau. Ví dụ như bây giờ thầy nói một hồi cái nó khô cổ, cái nó khát nước và muốn uống, và thầy cầm ly nước để uống, thì đây là một hoạt động hoàn toàn phát xuất từ nhu cầu. Cái nhu cầu của sự sống tất yếu là nó phải như vậy, thì cái đó là nhu cầu. Nhưng mà khi cái nhu cầu đó nó phát sinh ra như hôm qua thầy ví dụ đó, nhu cầu đi chợ. Bây giờ trưa nấu ăn thì đương nhiên là bây giờ có nhu cầu đi chợ là cái đó là đúng. Nhưng mà khi mình có cái nhu cầu đó một cái thì lại là mình lẽ ra là mình chỉ có nhu cầu rồi mình thực hiện cái nhu cầu đó thôi. Nhưng bây giờ là cái nhu cầu đó nó lại là tăng lên, nó trở thành là lòng ham muốn. Và rồi khi mà cái tăng lòng ham muốn đó thì lúc đó đó nó sẽ đồng thời là bị lôi cuốn đi bởi cái mục đích của lòng ham muốn. Chứ còn bây giờ mình có khởi lên muốn đi chợ rồi mình cứ đi rồi mình cứ bình thản mà đi, và mình cứ biết rõ là mình đang đi như rõ ràng minh bạch, đi với một cái tâm trạng là tròn vẹn trong sáng, hay là đi với một cái tâm trạng là
rõ ràng minh bạch, thần trọng chú tâm quan sát, hoặc là sáng suốt định tĩnh thông lành, thì lúc đó là từng bước đi đều là thiền hết. Mặc dù mình muốn đi chờ nhưng mà nó vẫn cứ thiền. Rồi tới mình mua mình cũng vẫn cứ thiền. Khi mình mua mình vẫn tròn vẹn với cái việc mua rồi này kia, mình vẫn thiền. Tức là mình phân biệt ra được đây là có mấy cái điều mình cần phân biệt. Nhưng mà cần phân biệt ở đây không phải là phân biệt bằng lý trí, mà phân biệt bằng cái nhìn đó, bằng cái thấy, bằng cái thấy của một cái tâm mà rỗng lặng trong sáng đó, chứ không phải là phân biệt bằng lý trí. Thì nó vẫn có hai cái. Một cái là mình phát hiện từ cái nhu cầu cần thiết trong đó. Còn một cái là mình đẩy nó trở thành đó là cái vọng tưởng, hay là tham vọng, hay là một mong cầu, và mình bị đẩy và kéo đi. Nhưng mà khi trong đời sống bình thường á, thì lúc nào nó cũng có những cái nhu cầu này hay là nhu cầu khác. Nhưng mà nếu mà cái tâm mình, thân tâm mình mà nó yên á, thì là mình phát hiện ra được cái nhu cầu đó. Và đồng thời đó là cái nhu cầu tự nhiên đó nó sẽ diễn biến như thế nào mình cũng thấy rất rõ. Và như vậy mình cũng vẫn không có quên mất mình vẫn biết mình, vẫn rõ ràng minh bạch. Thì một khi đó mà mình rõ ràng minh bạch nhiều chừng nào, tức là tròn vẹn đó, tròn vẹn với cái thực tại nhiều chừng nào, thì khi mình ngồi lại đó, là tự nhiên tâm mình yên liệt, phải không? Tại vì mình làm cứ tròn vẹn hết, chỗ nào mình cũng tròn vẹn hết rồi. Hình như bữa nào thầy có lấy một cái ví dụ đó, ví dụ bây giờ một cái em học sinh tới trường nghe thầy giảng thì là nghe rất kỹ, rồi về nhà học bài, rồi làm bài tập, thì làm xong tròn vẹn đâu hết trơn rồi á, thì bây giờ ngồi ăn cơm, thì là lo ăn cơm, lúc đó là chỉ tròn vẹn với ăn cơm, thưởng thức những món ăn, chứ còn không có lo nghĩ về cái trường là mình đã học bài chưa, rồi mình chưa thuộc, rồi mình lo sợ, rồi mình mai không biết là mình làm sẽ có điểm cao hay không, hay là ước gì mà ra cái bài mà cho nó đúng với cái mà mình học thuộc rồi gì đó chẳng hạn. Tức là mình cứ bị quá khứ về tương lai nó chi phối. Còn nếu mà mình tròn vẹn rồi á, thì chắc chắn là khi mình ngồi lại là tự nhiên yên. Yên nó im re luôn. Im re hoàn toàn luôn. Cho nên á, bây giờ giả sử như quá khứ của mình, mà bây giờ mình ngồi lại mà nó cứ khởi lên cái này cái tạp niệm này tạp niệm khác á, mà cái tạp niệm này là mình phải phân biệt nó hai loại. Một loại phần lớn những tạp niệm đó là những cái tạp niệm mà mình đưa vào trong vô thức, bây giờ nó trồi lên. Cái tạp niệm thứ hai đó là phản ứng của cái thái độ nội tâm, là phản ứng là mình thấy ra được, thì mình phát hiện ra được điều đó. Thế còn nếu như một cái người mà trong quá khứ mà đâu đó đàng hoàng á, thì bây giờ là mình ngồi lại là yên thôi, mình ngồi lại là rất trong sáng, rất rõ ràng. Chính cái mà mình đã thực hiện trong quá khứ như vậy đó, bây giờ nó trở thành ra, nó là thành tựu trong hiện tại, làm cho mình cũng tròn vẹn với hiện tại một cách dễ dàng, và mình cũng buông xả một cách dễ dàng, tâm nó ổn định một cách dễ dàng. Thế thì bây giờ mình cứ coi như trong quá khứ mình có được mấy phần trăm thôi, mấy chục phần trăm thôi. Thế thì bây giờ thiền chính là ngay từ bây giờ trở đi. Thì cái trường trở đi thì mình nói rồi, nhưng mà ngay từ bây giờ này là mình tròn vẹn, làm gì mình cũng tròn vẹn. Tròn vẹn trong những cái nhu cầu cần thiết hàng ngày của mình, như mình đang đi xe, hay là mình đang nước uống, hay là mình đang giặt đồ, hay là mình đang mở cái lò ga chẳng hạn. Tức là tất cả mọi cái hoạt động của mình đều là tròn vẹn. Tròn vẹn như vậy thì khi tròn vẹn như vậy á, thì cũng giống như khi mình ngồi á, tức là tròn vẹn như vậy thì tự nhiên mình sẽ phát hiện ra được, mình sẽ phát hiện ra được cái gì là cái nhu cầu thật sự, cái gì là những cái mà đang thực hiện cái nhu cầu đó, còn cái gì đó là một cái tham vọng. Vì tham là gì? Tham vọng là một cái mà mình mơ ước ở tương lai.
mà vì nó mơ ước ở tương lai, cho nên nó không phải là cái nhu cầu. Nhu cầu thì nó là hiện tại, nhu cầu thì nó vẫn là hiện tại, còn cái mình tham muốn đó thì nó lại là tương lai. Mà vì nó tương lai cho nên nó mới bị lôi cuốn. Còn nếu như một nhu cầu, thí dụ như thầy cắt nước, thì bây giờ nhu cầu là cầm ly nước uống thì nó vẫn cứ tròn vẹn với hiện tại, cho nó đâu có, nó đâu có chạy đi đâu, phải không? Nhưng mà nếu như nó là một cái tham vọng thì nó sẽ lôi cuốn mình đi. Thì khi mình lôi cuốn mình đi đó, tức là mình đang bị, cho dù cái tham vọng đó là tham vọng đắc thiền hay là tham vọng đạt được niết bàn đấy nữa đó, thì cũng là tham vọng thôi, đó chỉ là bánh vẽ thôi. Cho nên cái đồng thái mà mình chạy theo cái tham vọng đó đó là phóng dật, gọi là phóng dật, buông lung phóng dật. Nếu mà buông lung phóng dật rồi á thì nó cũng thất niệm luôn, bởi vì nó sẽ là cái tâm mình nó sẽ bị cột vào cái đối tượng ngoài đó. Cho nên á bây giờ phải trở về tròn vẹn với thực tại trở lại. Tức là sau khi mình thấy ra được cái tâm mình đang chạy ra, đang ở bên ngoài, thì bây giờ mình mới là đưa tâm trở về lại với cái thực tại này. Mà thực ra đó, khi nó thấy được cái đó một cái thì tự động nó trở lại, nó buông cái đó ra, cho nên là nó trở lại với cái thực tại. Thực tại lúc đó, tức là lúc đầu mình phát hiện ra cái thực tại là một thực tại ảo, rồi sau đó mình mới trở về với cái thực tại thực, tức là một cái thực tại mà mình, ví dụ như mình đang đi mà bây giờ mình lại nghĩ đến chuyện ngồi chờ thế này thế kia, thì bây giờ mình lại trở về lại cái đang đi, trở về tròn vẹn lại với cái đang đi. Thì như vậy tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Thầy nhắc đi nhắc lại cái điều này nhiều lần là bởi vì trong đời sống điều này nó sẽ là liên tục diễn ra. Và như vậy là mình phát hiện được cái gì là nhu cầu, cái gì là tham vọng, cái gì là vọng tưởng, để mà kịp thời đưa cái vọng tưởng nó trở về với thực tại, trở về với cái nhu cầu thực, nhu cầu mình đang bước đi. Mà bây giờ mình lại nghĩ bên kia, cho nên mình có thể đi vấp, tức là mình lại cái thực mình không biết, mà mình lại là hướng tâm đến nắm bắt một cái ảo. Đó là cái bình mà hàng ngày mình xảy ra. Đồng thời á là mình mới phát hiện ra một cái điều này nữa. Từ cái mà ảo đưa trở về với lại cái thực. Nhưng mà khi mình đưa trở về với cái thực á thì nó vẫn còn một giai đoạn nữa. Đó là cái giai đoạn mình thấy cái thực nhưng mà lại thấy theo lý trí. Từ một cái mà hoàn toàn ảo vọng không thực thì mình đưa về cái thực cái này. Nhưng mà khi đưa về cái thực á thì mình lại đánh giá cái thực đó, ví dụ như mình cho là đây là tham, đây là sân, đây là đi này kia đó, tức là nó vẫn còn là cái trở về, mà nhưng mà cái trở về đó là cái trở về của lý trí, chứ chưa phải là cái trở về tròn vẹn, hoàn toàn là tròn vẹn rộng lặng trong sáng. Nhưng mà không sao, tức là ban đầu cứ từ cái ảo cái đã, trở về cái thực cái đã. Nhưng mà từ cái thực này thì cái thực này đó là cái thực mà vẫn còn là cái thực khái niệm, chứ chưa phải là cái thực mà hết khái niệm. Và nếu như tiếp tục với tâm rộng lặng trong sáng để nhìn thấy thì bắt đầu, thì đến một lúc cái thực mà mình quy ước, mình chế định nó ra của lý trí đó, nó cũng biến mất luôn, để chỉ còn lại cái thực như nó đang là thôi. Tức là nó sẽ có những cái chặng đường như vậy. Thì nhiều người đó vẫn bị kẹt vào một cái mà có thể là trở về đó, là được. Nhưng mà khi trở về rồi đó, là kẹt vào một cái thứ hai. Đó là cái mà lý trí vẫn phân biệt, vẫn cứ phân biệt. Vì cái đoạn này này, vì chính cái đoạn mà lý trí phân biệt này này, cho nên mình mới nói là cái này xấu phải bỏ đi, cái này tốt phải giữ lại. Đó. Cho nên lúc đó đó nó đùng phải một cái là một cái ý đồ lăng xăng của bạn ngã. Nhưng mà nếu mình vẫn tiếp tục thấy
mình tiếp tục quan sát thấy, thì dần dần đó, cái quan sát đó, cái động tác quan sát đó, nó sẽ loại tự động loại trừ cái mà ảo tưởng. Bởi vì khi mà cái thực mà nó xuất hiện thực sự đó, thì lúc đó những cái ảo tưởng, những cái tưởng tượng của cái tà lý trí đó nó cũng biến mất luôn. Thì lúc đó cái thực tài chân đế hay là cái thực tài thực tánh pháp mới thực sự xuất hiện. Nhưng mà đa phần á là cứ bị rơi vào cái tình trạng thứ hai. Mặc dù là trở về đó, bây giờ ngồi tu là trở về đó, nhưng mà cứ ngồi về nhưng mà cái tâm vẫn cứ lăng xăng là cứ phán đoán cái này, phán đoán cái kia, rồi gọi tên cái này, gọi tên cái nọ, cho là thế này, cho là thế kia, thì cũng vẫn chưa được. Mà đến một cái lúc cho cái vẫn cứ tiếp tục thấy cho đến khi cái thấy nó chỉ còn trở lại một cái thấy thuần túy thôi, và đối tượng cũng là trở lại một đối tượng thuần túy thôi, thì lúc đó chính là cái lúc mà cái tánh biết vô vi vô ngã thấy cái thực tánh pháp. Thì điều này là các vị có thể trong quá trình mà mình tu tập là lúc đầu thì nó vẫn thầy nói là để cho lúc đầu mình dễ nhận ra, lúc đầu thì mình tham vọng rồi ảo tưởng như thế nào, rồi mình biết cái ảo tưởng rồi mình trở về như thế nào, rồi khi mình trở về mình lại phát hiện thêm một lớp nữa, một lớp che lớp nữa, đó là cái lớp che lớp của cái tâm lăng xăng muốn giải quyết. Khi cái tâm lăng xăng nó hết cũng giải trước không còn nữa, thì cái tâm lúc đó mới thực sự rộng lặng trong sáng. Và lúc đó thì thực tánh pháp xuất hiện. Thực tánh pháp thì nó vẫn có đó muôn đời, chứ không phải là nó ở đâu mà nó trồi ra một cái, mà là nó vẫn ở đó. Ví dụ như cái bình hoa này thì nó vẫn nằm đây, nhưng mà khi cái tâm mình cứ lăng xăng nói là cái hoa này đẹp, hoa này xấu, cái này là màu này màu kia, là tức đó mình cứ đánh giá theo cái mà cái quy ước, cái chế định thôi, chứ chưa có nhìn nó một cách mà rỗng lặng. Cho nên thầy mới nói ba yếu tố mà các vị là lưu tâm cái ba yếu tố này một chút xíu, đó là tự nhiên. Tự nhiên là những tự nhiên nó sao thì nó là vậy đó, tự nhiên. Vô tâm tức là đừng có khởi cái mà lý trí phán đoán hay là cái khái niệm hay cái tư tưởng, cái quan niệm gì cả. Mình chỉ thấy là thuần túy thấy thôi. Chỉ thuần túy thấy như là một cái tấm gương mà nó phản ánh trung thực vậy thôi, chứ không có xen vào gì cả. Thì đó là vô tâm. Vô tâm đó, và giản dị tức là nó như vậy là như vậy, chứ không có thêm bớt gì cả. Không cần thêm bớt gì cả. Thì lúc đó cái tâm, lúc đó là thực tánh pháp xuất hiện. Mà nó đâu có xuất hiện, nó nằm đây từ hồi nào giờ rồi, chứ không phải là nó biến đi đâu mà nó xuất hiện. Nhưng mà tại mình cứ nhìn nó thì mình cứ bị che lấp, cho nên mình thấy. Bây giờ hết cái che lấp đó thì mình gọi là xuất hiện thôi. Cho nên thực tế đó, nó không phải là nó xuất hiện, nó vẫn vậy. Cũng giống như cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn, thì nó vẫn cứ là sợi dây. Tức mình tưởng con rắn rồi mình sờ rồi mình giải quyết cách này, giải quyết cách sáng thì mặc kệ mình, chứ còn cái sợi dây nó vẫn là cứ sợi dây thôi chứ, phải không? Thì cái thực tánh pháp nó vẫn cứ đó. Mặc dù mình nghĩ gì hay là mình muốn gì thì thực tánh pháp nó vẫn cứ đó. Cho nên mình đừng có sợ rằng là thực tánh pháp nó biến đi đâu. Nó không biến đi đâu hết á, nó vẫn nằm đó. Khi cái tâm mình mà nó hoàn toàn rỗng lặng trong sáng rồi đó, thì thực tánh pháp sẽ tự xuất hiện. Chứ đừng có đi tìm kiếm nó. Đừng có đi tìm kiếm nó. Như vậy là chúng ta thấy ra được một cái điều nữa, đó là thực tánh pháp và cái khái niệm chế định. Tức là thực tánh là cái như nó đang là, còn cái chế định là mình nghĩ là, mình cho là, hay là mình nói là nó phải là thế này, nó phải là thế kia, hoặc là mình mong nó sẽ là thế này, mong là sẽ là thế nào, thì cái đó là ảo tưởng, cái đó là tham vọng, hay là cái đó nếu mà gần nhất thì nó cũng vẫn là chế định, pháp chế định. Tức là nó là một cái khái niệm, chứ nó không phải là cái thực.
cái khái niệm và cái thực á, bây giờ mình quá là bị cái khái niệm nó che lấp cái thực đi, cho nên bây giờ mình nhìn bất kỳ cái gì á, mình cũng thấy khái niệm cho mình cũng thấy cái thực. Đó là cái điều mà thiền thiền phải là khai mở được cái đó. Thiền á là khai mở mới cái đó. Chứ còn á, thực ra nếu như mà mình nói là mình sống vẫn theo quan niệm, ví dụ quan niệm này thiền, cái này là thiền, cái này là bất thiền. Nhưng mà cái thiền của bất thiền của cái thực tánh pháp nó khác, còn cái thiền của bất thiền theo quan niệm là nó khác. Nhiều khi mình vẫn làm theo Phật giáo, nhưng mà khi mình làm theo Phật giáo nhưng mà mình vẫn làm theo quan niệm, chứ cái đó chưa phải là mình thấy được cái thực tánh của cái việc làm đó, mà mình chỉ vẫn theo quan niệm thôi. Mình cho rằng là không sắc sanh là bây giờ mình không sắc sanh thôi, chứ mình không thực sự thấy không sắc sanh đó là thực chất là không sắc sanh là thế nào. Cái mà cái thực thì cái đó mới là thực tánh pháp. Còn cái mà mình gán vào thì cái đó vẫn còn là cái pháp chế định. Vì vậy cho nên đó, từ cái ảo tượng bên ngoài đưa về cái pháp chế định mà người ta gọi là tục đế. Chữ đế có nghĩa là cũng là sự thật, nhưng mà sự thật đó là sự thật mà chỉ người ta đặt ra thôi. Ví dụ như cái này mình gọi là hoa hồng, nhưng mà người Pháp thì nó nói là rose, cho nên đâu có nói là hoa hồng. nó khác. Thì cái mà mình đặt ra với là cái mà nó như nó là hai chuyện khác nhau. Khác nhau một trời một vực. Là tại vì sao? Bởi vì khi mình nói theo khái niệm mình đặt ra đó, thì lúc đó mình chỉ có một cái khái niệm thôi, cho mình không cần biết gì khác, là mình chỉ qua cái khái niệm đó để mình hiểu thôi. Nhưng mà trên thực tế đó là mình không hiểu gì nó cả, phải không? Mình không hiểu gì nó cả. Và bây giờ đó mình chỉ hiểu cái mà một cái mảng rất nhỏ, mà thậm chí nó chỉ là một cái toa thôi. Cái toa thuốc là khác, cái nhãn thuốc là khác, mà chất lượng thuốc là khác. Nhưng mà mình cứ nhãn vào thôi, cho nên mình cứ nói là thuốc này là thuốc này, thuốc này là thuốc kia, thì bây giờ ai cũng biết hết trơn. Nhưng mà một cái người mà là dược sĩ hay là một bác sĩ dược khoa, người ta mới là biết rõ là trong cái thành phần của cái thuốc đó là cái gì. Đây là mình nói về cái thực chất. Nhưng mà cái thực tánh pháp với cái mà cái khái niệm á, nó hơi khác cái trường đó một chút. Thực tánh thì thực ra nó đơn giản hơn. Thực tánh á, chỉ cần tâm mình trong sáng và thấy nó như nó đang là được rồi. Nhưng khi mình khởi lên một cái muốn biết, thì cái muốn biết đó là ví dụ như bây giờ mình nhìn cái hoa này thì mình muốn biết nó là hoa gì. Cái tâm mà cứ khởi lên muốn biết là cái hoa gì đó, thì lúc đó mình lại không thấy được, không thấy được cái hoa như nó là nữa. Mà lúc đó là mình tìm cái hoa qua ý tưởng của mình, qua cái ngôn ngữ của mình, qua những suy tư của mình, qua những cái mình gán cho nó thôi, chứ không phải là bằng nó. Mà trên cuộc đời này đó, thì mình nói ngồi thiền chi cho nó xa xôi. Thực ra trong đời sống của hàng ngày của mình đó, chồng thì dán nhãn cho vợ, vợ thì dán nhãn cho chồng, rồi thì cứ dán nhãn cho nhau, và như vậy đó, cho nên chẳng ai thấy ai hết, chỉ thấy cái nhãn của mình thôi, chẳng ai cảm thông được với ai, chẳng ai chấp nhận ai như nó là, mà chỉ là chấp nhận nó như cái nhãn mà mình dán cho nó thôi. Vì vậy cho nên mới sinh ra nhiều cái rắc rối, sinh ra nhiều cái đau khổ. Đó là do đâu? Đó là do mình không nhìn được mọi sự mọi với một cái tâm rộng trong sáng, hay là một cái tâm mà trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại đó. Mình đâu có nhìn người vợ, đâu có nhìn người chồng như là một thực tại như nó đang là đâu, đúng không? Mà là nhìn như thử là những gì mà mình có được về người đó, và thực chất của người đó chỉ là những gì mà mình có, mình có, mà những cái mình có đó thì nó chỉ là những khái niệm, những cái mà mình đã gán nhãn ấy,
hay là mình đặt cho nó những cái mã số, đặt là x y gì đó, đặt ra đây thôi. Và có những cái mà mình dán vô rồi á thì mình trở thành một cái thành kiến. Ví dụ mình ghét cái người đó rồi, một cái là mình dán vô đó một cái thành kiến. Rồi thì bây giờ người đó nó tốt cách mấy rồi thì nó cũng là chiều cái nhãn đó thôi, chứ không có cách nào khác. Cho nên mình không có nhìn mọi sự mọi vật diễn biến đúng như chính bản thân của nó, mà là chỉ là bị đóng khung trong cái tầm nhìn của mình, trong cái cách nhìn của mình à, chứ không phải là thực sự cái mà mình đó là cái gì. Vì vậy trong đó đó, muốn mà thấy được đối tượng đúng á thì cái tâm phải là rộng lặng trong sáng. Chứ không thể nào mà ngồi mà cứ nhìn chăm để mà thấy cho đúng đâu á. Nhìn chăm nhưng mà vẫn là với cái nhìn đầy cả những cái thành kiến thì cũng như không. Khi mà cái nhìn của mình mà đã thành kiến rồi đó thì càng nhìn chăm chừng nào á thì lại càng là càng thành kiến thêm chừng đó. Cho nên làm sao á mà đừng có nói là thiền á, đừng có nói cái gì cả, mà phải tập nhìn bản thân mình, nhìn mọi sự mọi vật với một cái tâm rộng lặng trong sáng. Đó là lý do vì sao mà thầy nói là khi ngồi thiền là mình chỉ cần thư giãn buông xả để cho tâm nó nghỉ ngơi vô sự và nó rộng lặng trong sáng. Và hôm qua thầy có nói đó, tức là cứ để yên nó vậy đi thì nó sẽ từ lắng xuống, giống như cái ly nước á, cứ để yên nó vậy đi à, chứ đừng có quậy vô thêm. mình là cứ muốn theo ý mình. Hầu hết những người ngồi thiền là muốn mình phải là thế này hay là phải là thế khác, muốn mình phải đạt được cái này hay đạt được cái kia, chứ mình không chịu cảm thông hay là mình chịu trở về với cái thực sự mình đang làm, trả nó lại như nó đang là. Thì lúc đó đó, khi mình trả lại nó như nó đang là đó, thì lúc đó cái tâm mình đã rộng lặng trong sáng rồi, phải không? Khi mình trả mọi sự mọi vật lại cho như nó đang là thôi, cho mình đừng có xen vô, thì lúc đó tâm đã rộng lặng trong sáng rồi. Cho bây giờ mình đi thiền, ngồi thiền, mình hành hết khóa này qua khóa kia mà về nhà mình vẫn thành kiến với chồng, với vợ, với con, với anh, với em thì cũng như không, hoàn toàn là như không. Mà thậm chí đôi lúc còn nặng hơn nữa. Tại vì bây giờ mình còn là khoác cho mình một cái mác nữa, cho nên bây giờ mình nhìn qua cái mác đó là thì còn khó thấy sự thật nữa à. Cho nên mình phải thực tế, thiền là phải thực tế, thiền là phải nhìn lại thẳng mình à, nhìn thẳng lại mình, nhìn thẳng lại mọi sự mọi vật à, cho nên á mới gọi là trực nhận. Trực nhận, trực là thẳng à, tức là thấy biết thẳng, thấy biết với một cái tâm trong sáng. Cho nên cái thấy biết trong sáng đó gọi là tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh à. Mà tri kiến thanh tịnh á thì không phải là mình rèn luyện cái tri kiến thanh tịnh, mà chính là buông ra thì nó từ thanh tịnh à. Tức là bỏ đi những cái che lấp thì từ nó trong sáng, chứ không phải là tạo ra cho nó trong sáng được. Tâm từ nó trong sáng nhé. Ví dụ như mặt trời á là nó từ nó trong sáng nhé. Cho mình là mình cố gắng làm sao cho mặt trời nó trong sáng sao được. Ví dụ như bây giờ cái cửa sổ của mình á, nào là màn nè à, rồi nào mình phơi đồ chiếu cái đồ ngoài bên ngoài này, rồi bên ngoài là cây cối rồi mình để tung tung này. Bây giờ bên trong phòng mình nó tối, bây giờ mình dẹp cái đó đi thì nó sáng nha. Chứ đâu có nói là mình vặn cho mặt trời nó sáng lên, giống như cái bóng điện của mình vặn cho nó sáng lên đâu. Mặt trời nó là như vậy, cái tâm của mình nó cũng vậy, cái tánh biết của mình nó vốn nó sáng từ đời nào giờ vậy đó. Nhưng mà tại mình che, người nào che nhiều chừng nào thì thấy ít chừng đó vậy thôi. Do đó đó, khi mà mình buông cái che đi đó, tức là buông cái bản ngã đi, vì cái che đó đều phát xuất từ bản ngã cả. Buông cái bản ngã đi đó, thì tánh biết nó trở nên hoàn toàn trong sáng.
thì cái tánh biết nó mới vô ngã nhá. Chứ còn mà cái tánh biết mà do cái bản ngã mình mà rèn luyện hàng ngày để cho nó tới cái biết đó, thì cái biết đó nó vẫn là cái biết của khái niệm, vẫn là cái biết của cái tưởng tượng, của cái khái niệm, của cái quan niệm, của cái vọng động, thì nó cũng như không. À. Bây giờ để cho Phật tử hỏi. Có ai có câu hỏi chưa? Có ai câu hỏi, có câu hỏi viết rồi thì đưa lên.